Xem lại cái quảng cáo của mình cách đây 10 năm về trước, nhìn thấy trẻ trung gì đâu, bây giờ già như trái cà. Mà cũng chứng tỏ một điều là mình đã làm trong nghề quá lâu rồi, bao nhiêu thăng trầm vui buồn trong cuộc sống cũng như trong công việc. Nhưng mình rất cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã ủng hộ mình trong suốt những năm qua để mình có được cái cơ hội phục vụ cho anh chị và các bạn và có được cuộc sống tốt như thế này. Các bạn xem lại cái clip của mình quảng cáo cách đây 10 năm nha. American Landing là một công ty tài chính với rất nhiều chương trình loan khác nhau như Conventional 20% down, XFA 3.5 down, VA loan 0 down, Reverse Mortgage, Hard Money loan và Commercial loan. Đặc biệt là Static loan không cần chứng minh income và không cần điểm tín dụng. Đúng vậy, Static loan không cần chứng minh income và hơn thế nữa, không cần điểm tín dụng. Chúng tôi còn sử dụng Future Rent Capital Gain to Qualify Income giải quyết những trường hợp khó khăn nhất, những hồ sơ bị từ chối và nhận làm loan cho những người chưa có thẻ xanh, kể cả người nước ngoài. Chúng tôi rất thành thật tận tâm lo cho quý vị từ việc mua nhà, bán nhà, làm loan và refinance, nhận hợp tác với tất cả real estate agent. Chúng tôi là direct lender, có underwriter và funding tại chỗ, không qua bất cứ một trung gian nào. Nên khi đến với chúng tôi, quý vị sẽ được hưởng tiền lời và lệ phí thấp, đặc biệt là đóng hồ sơ nhanh. Nếu quý vị muốn biết thêm bất cứ thông tin nào về việc làm loan, refinance, mua nhà hoặc bán nhà, hãy gọi cho chúng tôi ở số 626-236-2462. 626-236-2462.